Dạ vâng, em Tuấn ô tô cũ giá rẻ phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của Tuấn đến từ Hải Phòng. Bên em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả mẫu ô tô đã qua sử dụng từ 2 cho đến 7 chỗ ngồi. Hôm nay thì em lại lên sóng quay báo giá review tất cả mẫu xe hiện tại đang có mặt tại chợ ô tô miền Bắc cho quý anh chị bạn tiện tham khảo luôn. Và ngay trước màn hình nhỏ của các bác đây, đó là chiếc Kia Carnet được sản xuất năm 2010 với cái động cơ 2.0 số tự động. Em này thì nó là tư nhân một chủ từ mới các bác nhé, hiện tại mang biển Hưng Yên. 89L1689, biển tương đối đẹp luôn. Mà đang kiểm dài tận tháng 5 năm 2023 với chiếc xe Kia Carnet phiên bản tư nhân một chủ từ mới 2010 là bên em đề xuất bán với giá loanh quanh đâu đó là 279 triệu bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển các bác nhé. Sơn xi tổng thành bên ngoài em nói thì các bác mua về sẵn chỉ việc sử dụng thôi, không phải tuốt tát thêm một tí gì cả. Đấy, các bản đủ của dòng Kia Carnet 2.0 số tự động này thì nó trang bị cho mình đầy đủ hệ thống túi khí an toàn cũng như phanh ABS các bác nhá. Có cả cửa sổ nóc này. Đấy, hiện tại đồng hồ báo trên màn hình giải trí vẫn còn bật hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy, đẹp xuất sắc luôn các bạn. 279 triệu bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển. Nếu bác nào đúng chân thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738. Em này nó có cả hệ thống cửa sổ nóc nữa các bác nhé. Bên này em có một chiếc Toyota Innova với phiên bản Vertuner, phiên bản Ventuner các bác nhé. Ventuner, đấy, cái bản cao cấp nhất dòng Toyota Innova, nó khác bọt hơn hẳn với cả bản G nữa. Đấy thì form dáng của nó này, form 2017 các bác này. Form 2017 và đăng ký lăn bánh lần đầu tiên năm 2018. Hiện tại mang biển 12A08899, biển rất đẹp luôn. Đấy, và đăng kiểm dàn tận tháng 11 năm 2023. Với cái trang bị cho mình động cơ 2.0 số động, sơn xi bên ngoài em nó mang lớp sơn màu đen khá đẹp rồi. Lốp dép rất là mới các bác nhé, hệ thống la răng cũng thế này. Với phiên bản đời 2007 cao cấp hơn bản G thì thằng Toyota Ventuner này trang bị cho mình đầy đủ hệ thống gọi là cân bằng điện tử cũng như là phần hệ thống gọi là nó dẫn động cầu sau các bác nhé, dẫn động cầu sau cũng như là nội thất của nó rất nhiều option luôn, nó hơn hẳn điều hòa auto thì các thứ luôn các bác nhé. Điều hòa auto, gương kính thì có cả xi nhan thích hợp chân gương cũng như là gương kính chỉnh điện, ghế nỉ các bác này. Đấy, mọi thứ rất là sạch đẹp về chiếc Toyota Innova, thiết kế bên trong khoang nội thất này trông cực kỳ là sang trọng luôn. Đấy, hiện tại chiếc Toyota Innova phiên bản Vertuner này bên em đề xuất bán với giá loanh quanh là 668 triệu bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển các bác nhé. Đấy, bác nào đúng chân thì alo cho em. Đấy, số điện thoại của em là 0389726738 ạ. Còn bên này em có một chiếc Toyota Innova nữa, phiên bản cũ, form cũ bác này. Em này thì nó loanh quanh đâu đó form 2006 các bác nhé. 2006, một mẫu xe chuẩn tư nhân gia đình. Đấy, bản G xịn, màu sơn em nó mang nước sơn màu vàng cát khá là tươi đẹp luôn. Đấy, nói chung là em này thì hiện tại bên em đề xuất bán với giá là 218 triệu các bác nhé. 218 triệu là bao gồm cả rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển rồi. Nội thất ghế nỉ nguyên bản theo xe bác này. Nội thất ghế nỉ nguyên bản theo xe tương đối đẹp và sạch sẽ này. Trần cũng là trần nỉ nguyên bản theo xe. Màn hình giải trí đã được lên màn hình Android rồi. Đã được lên màn hình Android, tích hợp cả cổng nối SIM 4G các thứ các bác nhé. Trên mặt tabi là sạch sẽ sáng bóng này. Dòng Toyota Innova này chạy nó rất là sướng luôn. Đấy các bạn. Thứ nhất là khoang nội thất nó rộng rãi và hỗ trợ chạy cầu sau cho nên là động cơ rất là khỏe luôn. Bên này em còn một chiếc Toyota Innova nữa. Em này cũng là form của 2010 quay đầu, chắc loanh quanh đâu đó 2007-2008 gì các bác nhé. 2007-2008 ấy, cửa tiền của nó cũng loanh quanh đâu đó hơn 20 triệu một chút thôi. Đấy, hơn 20 triệu một chút thôi. Thì nó cũng là bản G xịn các bác nhá. Bản G xịn trang bị cho mình đầy đủ hệ thống túi khí an toàn. Bản G xịn form cũ này thì nó chỉ trang bị cho mình gọi là một túi khí an toàn trên phần vô lăng thôi. Và phanh ABS các thứ đầy đủ luôn. Hai em đều có cảm biến lùi phía sau và được cái biển tư nhân Hà Nội các bác này. Được cái biển đều là biển tư nhân Hà Nội. Đấy, bác nào mà đang sinh sống làm việc tại Hà Nội đã muốn mua cho mình chiếc Toyota về chạy gia đình hoặc là đã được tính dịch vụ xe ghép đấy thì các bác lựa chọn những em này về đi thì khá là rộng rãi về khoang nội thất cũng như là chạy nó tiết kiệm nhiên liệu, máy số là bền bỉ theo năm tháng thời gian, chi phí bảo trì bảo dưỡng rất rẻ luôn. Loanh quanh đâu đó hơn 20 triệu một chiếc là 2006-2007 các bác nhá. Loanh quanh 218 và 228 triệu các bác nhá. Đấy, bác nào đứng chân thì alo cho em. Còn bên này thì em còn một chiếc Chevrolet Captiva các bác này, đẳng cấp thương hiệu của xe Mỹ các bác này. Dòng này chạy rất là sướng luôn, trang bị cho mình động cơ 2.4 số sàn các bác nhá, 2.4 số sàn, biển 90A16627, đăng kiểm và dán tận tháng 7 năm 2022. Đấy, sơn xi bên ngoài là mang lớp sơn màu đen khá là tươi và đẹp rồi. À, em này số tự động luôn các bạn. Em này số tự động luôn. Động cơ 2.4 số tự động thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Captiva này nó loanh quanh đâu đó khoảng 10 cho đến 12 lít các bác nhá. 10 cho đến 12 lít. Nội thất thì rất là sạch sẽ, đẹp tinh tươm rồi. Đấy, cửa giả đóng rất là chắc tay, lốp dép rất là mới luôn. Thì chiếc này bên em đề xuất bán giá 198 triệu. Đời 2007 các bác nhá. Chevrolet Captiva. Hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó sử dụng cho mình hệ thống đèn gọi là đèn bi salon siêu sáng rồi. Thì còn bên này em còn chiếc Kia Carnet với phiên bản 1.6, bản này giờ rất ít các bác nhá. Bản này gốc Hà Nội này, 2010.
giá loanh quanh đâu đó 215 triệu các thằng Kia Carrera. Các bản tiêu chuẩn này thì nó không có nhiều option lắm các bác nhá, chỉ có phanh đĩa hai bên trước kết hợp cái phanh chống tăng cứng thôi. Em này phanh đĩa bốn bánh luôn, la răng đúc này. Đấy, mọi thứ em này cũng dường như cũng rất đầy đủ rồi. Khóa cửa bị chốt trong các bác nhá. Đấy, nội thất thì tươi mới các bác ạ. Đầy đủ màn hình giải trí, camera lùi, gương kính cụp xe, các thứ luôn. Bên này em có chiếc Kia Carrera với phiên bản đời 2000. Em này thì nó là bản đủ các bác ạ. Nó là bản đủ rồi. Bản đủ số tự động các bác này. Xe hiện tại vẫn là khóa cửa là bản đủ số tự động. Thì em này theo cửa tiền của nó đâu có 2013-14 gì đấy các bác nhá. Cửa tiền nó lanh quanh đâu đó khoảng 260-280 gì đấy. Đấy, bác nào đúng chân thì cứ chụp ảnh màn hình gửi cho em. Thì lúc đấy em sẽ vào tham khảo lại giá anh em báo giúp bác chuẩn luôn nhá. Bên em có chiếc bán tải Navara cũng nhá, 2011 nhập Thái Lan nguyên chiếc, động cơ 2.5 2 câu máy dầu. Đấy thì chiếc này bên em đề xuất bán với giá là 338 triệu, sơn xi bên ngoài mang sơn màu xanh đá này, khá là tươi đẹp luôn. Đấy, có cả cái bậc cầu thang lên xuống này, quá là ok. Sàn em này phần thùng em này nó chưa có hệ thống giá nóc. Chưa có nắp thùng các bác nhá. Đấy, nội thất thì dòng này nhập khẩu Thái Lan, tôn vỏ rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy, 338 triệu. Em chiếc Kia Carrera tư nhân chính chủ một chủ từ mới này, máy zin này, đời 2012, động cơ 2.0. Cái này thì cổ nó là hộp số tự động các bác nhá. Hộp số tự động lốp dép tương đối là mới luôn, được khoảng tầm 85%. Về phần hệ thống lốp dép nói chung là xung quanh thân vỏ bên ngoài khá là đều đẹp rồi. Hộp đèn không bị dập vỡ chớp hơi nước, tất cả tôn vỏ không bị móp méo cong vênh, sơn xi thì bóng bẩy. Trang bị cho mình đầy đủ hệ thống 4 cảm biến lùi kết hợp cả camera lùi. Đấy, hiện tại chiếc Kia Carrera đời 2012 này, động cơ 2.0, số tự động này bên em đề xuất bán với giá là 318 triệu, báo rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển các bác nhá. Cái này thì nó là bản đủ, có cả xi nhan tích hợp chân gương, cửa sổ nóc các thứ luôn, ghế điện luôn các bác nhá. Có cả ghế điện luôn, ghế của nó nội thất này, ghế da này, ghế da lòng chấm bi đây. Đấy, quá là đẹp luôn, nội thất rất là tươi, đầy đủ màn hình giải trí các thứ luôn, gương kính cụp xe. Bên này em có một chiếc Nissan Livina, động cơ của nó là 1.8, số tự động các bác nhá. Đấy, trong của nó đầy đủ gọi là cái màn hình gọi là camera hành trình rồi. Hiện tại mang biển 98A13975. Với em này thì hiện tại bên em đề xuất bán với giá là 268 triệu, báo rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển, đời 2011 các bác. Nói chung là dòng này thì các bác cứ mạnh dạn trả giá này, giá nào thì em cũng có thể thanh lý cho các bác được. Hay là bên này em có một chiếc Kia Carrera đời 2009 này, động cơ 2.0. Động cơ 2.0 sử dụng cho mình đèn bi salon siêu sáng, kết hợp cả màu xanh đá khá là tươi luôn, màu lông chuột các bác nhá. Có cả hệ thống gọi là cửa sổ nóc này. Đấy, nội thất rất là tươi, vô lăng tích hợp phím khiển đầy đủ, túi khí an toàn cũng như phanh ABS. Đây, lốp dép rất là mới luôn các bạn. Lốp dép này mới được khoảng tầm 95%. Thì bên tại chiếc Kia Carrera đời 2009 bên em đề xuất bán giá 228 triệu. Mitsubishi Zoia đời 2006, đăng ký 2007, 145 triệu các bác này. Đấy, dòng này các bác mua về chạy công trình công trường là quá là ok luôn. Đấy, bác nào đúng chân alo cho em. Động cơ 2.0 của nó thì số sàn thì mức tiêu hao nhiên liệu nó khoảng 11 lít các bạn. Chắc chỉ đến tầm 11 lít thôi. Mà anh em đi công trình công trường thì một chút xăng nó thì cũng không đáng kể là mấy các bác nhá. Nội thất rộng rãi này, điều hòa em này thì nó là điều hòa 2 vùng nhưng mà rất nhiều cửa gió luôn, cho nên thoải mái mát mẻ các bác nhá. Đấy, 145 triệu thôi, có ngay ô tô 7 chỗ đi. Đấy, lốp dép thì mới cả dàn rồi. Lốp dép mới cả dàn các bác nhá. Hai bên em có một chiếc Kia Carrera động cơ 2.0 này với phiên bản đời 2014, bản số sàn các bác nhá. Phiên bản số sàn giá 295 triệu. Đấy, sơn xi tổng thành bên ngoài em này thì đẹp nếp căng, em này trông nó khá là cứng cáp luôn các bác nhá. Ghế của nó này, bản số sàn bản thiếu cho nên là nó không có hệ thống ghế điện. Bản đủ thì bắt đầu có từ ghế điện mà hệ thống gọi là cái cửa sổ nóc các thứ. Em này sàn chân của nó là chân nỉ nguyên bản theo xe này, bọc túi bóng ni lông này, nội thất thật tươi mới đẹp sạch sẽ các bác nhá. Đấy, chiếc Kia Carrera đời 2014 này hiện tại bên em đề xuất bán với giá chỉ có 295 triệu thôi. Đấy, biển 21A03510 này. Hai bên em có một chiếc Ford Everest với phiên bản đời 2014 form mới này, ông vua trong dòng máy dầu các bác. Dòng này chạy cực kỳ hay luôn. Các bác nào đang sinh sống làm việc tại khu vực gọi là miền núi Tây Bắc hoặc là khu vực vùng cao, các bác đi em này thì khá là ok, hỗ trợ cầu sau gầm cao đi rất sướng luôn, không phải lo ngại khu đường gọi là đường nó bị úng lụt hay là ổ ga ổ voi gì cả, các bác đi thoải mái mạnh mẽ luôn. Đấy, động cơ 2.5 của nó máy dầu cực kỳ là chạy khỏe luôn. Em này loanh quanh đâu đó hình như bên em đề xuất bán với giá là 450 triệu các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm alo trực tiếp cho số điện thoại Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.